À, sau đây em xin gửi đến cho anh cái bộ phần mềm của đơn vị anh để yêu cầu thiết kế. Ở trong cái phần hóa đơn bán hàng thì em có làm một số cái như là bắt đầu khi các anh sử dụng phần mềm, các anh sẽ phải khai báo các cái hàng hóa vật tư ở trong cái phần mềm kế toán. Trong cái danh mục này chúng ta bắt đầu thực hiện cái việc làm một cái hóa đơn bán hàng như sau. Hoặc là một cái đơn đặt hàng theo như đơn vị anh yêu cầu, bên chỗ công ty đã thiết kế cho anh là như sau. Khi vào hóa đơn bán hàng kiêm score thì thực ra về bản chất thì cái hóa đơn bán hàng kiêm score này là kiêm luôn cả cái đơn đặt hàng của khách hàng. Thì trong cái chứng từ mà em đã vào sẵn ở đây thì về bên bên anh sẽ nhìn thấy là khi chúng ta sửa chứng từ thì cái tình trạng xử lý của cái chứng từ này là anh có thể nhìn thấy là có thể không ghi vào sổ và ghi vào sổ kho. Ở đây có thể nhìn thấy là đơn hàng đã xử lý, tức là bán hàng, hoặc là bán hàng, hoặc là đã xử lý thì có nghĩa là bán hàng, hoặc là đơn hàng chưa xử lý. Trong cái trường hợp mà ví dụ như một cái chứng từ như thế này, khi chúng ta nhập mới một cái thì ví dụ như là cái công ty xí nghiệp và in và phát hành biểu mẫu Nghệ An chẳng hạn, khi chọn đến cái chứng từ này thì có thể là chúng ta chọn một loại hàng hóa, ở đây là cái loại hàng này, thì có thể thấy là ở đây cái số lượng giá bán là 10 triệu. Thế thì trong cái việc làm cái hóa đơn bán hàng này ấy, thì nó có thể là cái đơn hàng khi khách hàng chọn thì có thể chọn ở đây là cái đơn hàng chưa xử lý, tức là khi người ta đặt hàng thì có thể là anh chọn là cái đơn hàng chưa xử lý, và trong cái trường hợp này thì anh chỉ nhìn thấy là cái hóa đơn bán hàng hoặc là cái mẫu thiết kế ở đây ra có thể có rất nhiều mẫu. Chúng ta có thể đặt là in vào là cái phiếu giao hàng, hoặc là thiết kế lại đây là cái đơn đặt hàng của khách hàng, và có thể ở trên các cái phiếu này có thể đặt logo của công ty. Sau đấy khi chúng ta vào một cái chứng từ của xí nghiệp in biểu mẫu Nghệ An thì chúng ta sẽ có được những cái này. Khi chúng ta đã vào đơn hàng, ở đây có thể xem là ngày mùng 8 tháng 9, thì rõ ràng ở trong cái việc là chúng ta xem tổng hợp nhập số tồn kho là ngày mùng 8 tháng 9, chúng ta chỉ cần xem ngày mùng 8 tháng 9 thì chúng ta nhìn thấy là cái mặt hàng này thực tế là ở đây không phải là cái hóa đơn, cái đơn hàng lúc nãy, tức là cái đơn hàng lúc nãy là của xí nghiệp in và biểu mẫu Nghệ An thì nó không vào sổ, tức là nó đang ở tình trạng đơn hàng thì nó không vào sổ. Thế thì kể cả trong cái sổ chi tiết công nợ cũng chưa có, tức là ở đây có thể xem 131 mã khách là xí nghiệp in và biểu mẫu Nghệ An ngày 8 tháng 9 thì chúng ta chưa thấy một cái phát sinh nào cả. Nhưng mà trong thì tình trạng mà khách hàng đã đặt đơn hàng rồi thì ta có thể xem cái báo cáo theo đơn hàng như sau. Ví dụ báo cáo công nợ phải trả, báo cáo công nợ ở đây chúng ta có thể đấy, cái tiêu đề này là báo cáo công nợ. Ở đây mùng 8 tháng 9 chúng ta có thể nhìn thấy là có một cái chi tiết công nợ theo đơn hàng chẳng hạn, ở đây nhá, tài khoản 131 của cái đối tượng này chúng ta cần tìm, ví dụ như ở đây là rất là nhiều, chúng ta tìm đánh chữ biểu thì các bạn bên bên anh ấy nhìn thấy là cái chức năng lọc nó rất nhanh trong hàng trăm cái khách hàng như thế. Nhưng mà khi mình chọn một cái ký tự là cái chữ biểu này chẳng hạn thì rõ ràng là chương trình đã lọc ra cái đơn khách hàng này cho bên đơn vị mình. Ở đây có thể nhìn thấy là cái đơn hàng này là tổng cộng tiền là 11 triệu 223.333 đồng. Thì rõ ràng là cái đơn hàng này chúng ta chưa xử lý. Khi
Khi chúng ta xem tổng hợp công nợ của các đơn hàng thì chúng ta nhìn thấy là ở đây là có một cái công nợ từ đầu kỳ, tức là trước đấy còn phát sinh trong kỳ như này. Nhưng mà khi chúng ta lập một cái chứng từ ví dụ như là phiếu thu tiền thì có thể hiểu là xí nghiệp in biểu mẫu Nghệ An chẳng hạn, như là ngày mùng 9 tháng 9 ở đây chúng ta đánh vào tài khoản 131, ví dụ người ta thanh toán là 11 triệu, 12 triệu. Thì trong cái sổ chi tiết công nợ là mùng 9 thì có thể nhìn thấy là khách hàng đã thanh toán 12 triệu. Nhưng mà cái giá đơn hàng mà chúng ta bán cho khách hàng chỉ có hơn 11 triệu như vậy. Người ta là trả quá cho mình là 776 nghìn. Có thể xem chi tiết công nợ ở đây. Từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 9. Có thể thấy là chi tiết ở đây là cái hóa đơn bán ra bao gồm thuế, doanh thu. Và cái phần đây là cái phần chứng từ phiếu thu tiền khi đơn vị thanh toán. Và trong cái đơn hàng thì bên em sẽ xử lý thêm một tí nữa là khi đã thanh toán hết tiền thì trong cái tổng hợp công nợ đơn hàng sẽ không còn, hoặc là vẫn để số liệu như thế nhưng mà mình chỉ xem cái số dư, tức là chỗ nào có số dư thì mình mới check, còn chỗ nào đã hết số dư thì mình không cần phải check và vẫn để hiển thị như thế để biết được là khách hàng đang 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 có đơn đặt hàng, đã có từng có đơn đặt hàng với đơn vị mình. Ở trong này sau khi bán hàng thì chúng ta lưu ý là ở đây khi vào sổ chi tiết công nợ thì có thể thấy là chỉ mới có cái phần mà khách hàng thanh toán tiền, chưa có phần hóa đơn bán hàng. Đây bây giờ thực hiện một cái thao tác là khi tìm đến cái đơn hàng này chúng ta có thể chuyển sang, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái chứng từ theo đơn hàng như sau, tức là chúng ta vào đây ta tổng hợp xem cái đơn vị này, chúng ta ấn F5. Ở F5 ông tìm đến cái hóa đơn bán hàng này, chúng ta kích đúp vào đây, chúng ta sửa sửa và chuyển sang đơn hàng đã xử lý. Sau khi đã xử lý xong cái đơn hàng đã xử lý thì cái trong cái công nợ này nó sẽ không còn cái tồn tại cái đơn hàng đặt ở cái cột phát sinh này nữa, và chỉ có khoản tiền thanh toán. Thì khoản tiền thanh toán có thể xử lý trong các cái trường hợp là nếu mà còn đơn hàng thì mới hiện lên, không còn đơn hàng thì không cho hiện lên số liệu. Sau đấy khi đã xử lý thành đơn hàng đã xử lý thì chúng ta có thể theo dõi sổ chi tiết công nợ ở đây là đã nhìn thấy là số liệu đã vào đây, và đồng thời ở trong cái báo cáo tổng hợp nhược tồn hoặc là cái báo cáo bán hàng nó đã có cái số liệu bán ra. Ở đây cái báo cáo bán hàng bảng kê hóa đơn bán hàng thì ở đây có thể nhìn thấy là có hai cái ấy, có thể ấn F7 lên để ấn để in xem. Ở đây xí nghiệp in phát hành biểu mẫu Nghệ An với số lượng như này. Anh xem qua cái video này rồi có